Quang Hải có hành động xấu hổ với đội bóng cũ, người hâm mộ ném đá, huấn luyện viên Trussier đau đớn ra quyết định. Trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC, tiền vệ Quang Hải đã lần đầu tiên đối mặt với đội bóng cũ của mình và giành chiến thắng. Tiếp tục cuộc đua vô địch không chỉ khiến cho các cổ động viên Hà Nội thất vọng vì gia nhập đại kình địch, Hải còn khiến cho nhiều người nóng mặt khi mà vào bóng quyết liệt với đội bóng cũ. Ở trên sân vận động Hà Nội, Quang Hải đã có lần đầu tiên đối mặt với đội bóng cũ Hà Nội FC. Trước trận, cầu thủ này thừa nhận là cảm xúc khó tả nhưng khẳng định sẽ chiến đấu vì câu lạc bộ hiện tại là Công an Hà Nội. Ở trận đấu này, Quang Hải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân phút 62. Một thời điểm Quang Hải vào sân, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn đang dẫn trước Hà Nội FC 2-1, chủ động nhường thế trận. Quang Hải chính vì thế mà chơi vô cùng nhạt nhòa. Tuy nhiên, Hải còn lại liên tiếp dùng tiểu xào với đội bóng cũ. Cuối trận, anh vào bóng với Văn Trường một cách khá quyết liệt. Sau tình huống này, Lê Xuân Tú cũng đã lao vào ngăn cản Quang Hải cầm bóng. Ngay lập tức, tiền vệ sinh năm 1997 khốn khéo nằm sân. Sau trận, vị huấn luyện viên Padovic của Hà Nội FC không hài lòng và chê thẳng vào tiền vệ số 19 của đối thủ. Tôi không bao giờ yêu cầu cầu thủ nằm sân câu giờ như vậy, nhưng những điều như thế vẫn đang diễn ra bởi ai cũng muốn có kết quả tốt. Tôi không muốn và tôi không thích điều đó. Người hâm mộ đến xem bóng đá, họ luôn muốn theo dõi một trận bóng đá đẹp. Và tôi muốn cầu thủ chơi đến cuối cùng, nhưng ai cũng gặp áp lực về kết quả và nằm sân thì điều gì cũng sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, ông cũng than phiền. Có nhiều điểm nghi vấn ở tình huống gây tranh cãi có thể dẫn tới phạt đền, giống như chúng tôi đã đối đầu với Công an Hà Nội trước đó. Tôi không đổ lỗi cho nhiều tình huống có sự nghi hoặc. Tôi thấy tiếc nuối với trận đấu này. Trong những phút đầu, Hà Nội chưa không tốt cho lắm. Sau khi để tung lưới, đội mới cải thiện. Hà Nội dần lấy lại sự ổn định, có bàn thắng và chơi tốt. Tôi tiếc nuối khi mà đội đã để tung lưới ở đầu hiệp 2. Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội nhưng không ghi bàn. Trở lại diễn biến trận đấu, với tính chất chuyên nghiệp của trận đấu, hai đội đã nhanh chóng nhập cuộc. Ngay phút thứ tư, lưới của thủ môn Bùi Tấn Trường cũng đã rung lên. Nhưng trọng tài xác định, Gustavo đã để bóng chạm tay. Phút thứ 16, đoàn quân của vị huấn luyện viên Flavio đã mở tỷ số. Cầu thủ cũng đã cắt ngang chính xác để cho Gustavo đánh đầu, khiến cho thủ môn Tấn Trường phải đứng chồn chân. Phút 23, Hà Nội đáp trả với pha dứt điểm ngay trong vòng cấm vào góc xa của Zepovic đánh bại thủ môn Philip Nguyễn san bằng cách biệt. Những phút còn lại của hiệp 1, cơ hội rõ ràng tiếp tục tạo ra với các pha dứt điểm của Văn Kiên bên phía Hà Nội hay là Vũ Văn Thanh từ Công an Hà Nội. Tuy vậy, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Ngay đầu hiệp 2, đại diện ngành công an đã tiếp tục vươn lên. Đoàn Văn Hậu đã truyền bóng chính xác để cho Gustavo hoàn tất cú đúp giúp đội nhà lần thứ 2 tạo lên thế dẫn bàn. Thế trận tiếp tục được tạo ra. Phút 67, Quang Hải đã được đưa vào thay cho Gustavo. Trong những phút tiếp theo, thì Japren và Vũ Văn Thanh đã tiếp tục có cho mình những cơ hội nhưng không xử lý thành công. Phút 70, Văn Quyết đã đưa bóng chạy cột dọc sau và phối hợp ấn tượng với Kaon và Zepovic. Những phút cuối, thế trận luôn căng thẳng. Tuy vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Giành chiến thắng và được xem là chung kết sống của giải, Công an Hà Nội chính thức vượt qua đối thủ để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trở lại với Quang Hải, anh chưa hề có một bàn thắng nào kể từ khi gia nhập Công an Hà Nội. Quang Hải gia nhập Công an Hà Nội vào cuối giai đoạn 1 V-League, bắt đầu từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, thời gian vừa qua phong độ của anh không tốt. Chắc chắn Quang Hải sẽ quay trở lại mình và sẽ là chính mình trong thời gian tới. Vì nói cho cùng, bản thân Quang Hải luôn là cầu thủ có thực lực. Vấn đề của mình là thời gian, liệu Quang Hải có kịp tìm lại chính mình trước kỳ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra hay không? Vai trò của Quang Hải với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, là cầu thủ giữ trục giữa cho đội tuyển của ông Trussier. Ngoài ra, Quang Hải cũng là ngòi nổ lôi hải. Vì tầm quan trọng của Quang Hải, ông Trussier đã từng dùng cầu thủ này trong cả hai trận giao hữu với Hồng Kông và Sri Lanka. Trong thời gian tới, trong giai đoạn diễn ra vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, ông Trussier sẽ tiếp tục cân đến vai trò của Quang Hải. Các đội bóng không thể bỏ qua những cầu thủ lớn ở sân chơi lớn. Quang Hải đã chứng minh thực lực của mình ở các kỳ World Cup 2022, AFF Cup. Ông Trussier cũng đã đánh giá cao về tài năng, giá trị của câu lạc bộ cũng như của cầu thủ này. Về phía chuyên môn, người hâm mộ bóng đá trong nước, người ta cũng trông chờ huấn luyện viên người Pháp hồi sinh về tiềm năng của tiền vệ này. Một nhân vật đã ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, Austria, Qatar, Uzbekistan và cả Saudi Arabia.
Người ta đang chờ ông Tuchel liệu có phương án tối ưu nào để hồi sinh Quang Hải một cách nhanh nhất. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ hai gồm Cup 2026 ở khu vực châu Á, gồm Iraq, Philippines và khả năng cao là Indo, đều là đối thủ quen thuộc với chúng ta. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội ghi bàn vào lưới Philippines ở kết quả về AFF Cup 2018 và các vòng loại khác. Quang Hải rất có duyên với mệnh lưới của các đội bóng sẽ chung bảng với Việt Nam tại vòng loại World Cup. Đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam không muốn lãng phí tài năng của Quang Hải. Vấn đề là ngôi sao hàng đầu này sẽ hồi sinh chính mình vào lúc nào? Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ, về Công an Hà Nội, Quang Hải chưa chơi bóng đúng sở trường, dẫn tới chưa phát huy năng lực. Trước đây, câu lạc bộ Hà Nội đá với sơ đồ 4-1-4-1 hay là 4-3-3. Bây giờ anh được chơi với sơ đồ 4-2-3-1, thường giặt hàng ra biên hay hộ công, rất khó cho cậu ấy. Trước đây, Quang Hải thường xuyên xếp đá ở khu vực nách trung lộ gần biên phải. Khi có bóng ở gần khu vực cấm địa, anh có thể tung ra những đường chọc khe nguy hiểm. Tuy nhiên, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải phải thường xuyên bám biên trái và nhường cánh cho Phụ Văn Thanh. Hải con hiếm khi chơi bóng ở vòng 16m50, thay vào đó anh chủ yếu chơi những đường truyền dài. Phương án này rất khó phát huy hiệu quả và cũng không thể giúp Quang Hải phát huy điểm mạnh của mình. Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng, khi mà cuộc đua ngày càng trở nên gay gắt, thật khó để vị huấn luyện viên trưởng thay đổi hệ thống chiến thuật vì một cá nhân. Vì thế, Quang Hải chỉ biết trông chờ vào ông Tuchel. Rõ ràng, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam có những ưu ái nhất định cho Quang Hải. Giai đoạn FIFA Day tháng 6, ông Tuchel cũng đã cho Quang Hải thi đấu rất nhiều, gần như trọn vẹn cả hai cuộc đối đầu. Không chỉ vậy, Phù Thủy Trắng có xếp cầu thủ này chơi vị trí sở trường. Quang Hải đã thi đấu tương đối trong hệ thống chiến thuật của ông Tuchel. Anh thường xuyên có mặt ở vòng cấm và sẵn sàng xâm nhập bóng, xoay sở ghi bàn. Từ một trong những tình huống xâm nhập vòng cấm, Quang Hải đã mang về phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Trong đội gặp Syria, ông Tuchel sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để cho Quang Hải trở lại mạnh mẽ. Điều đó cho thấy ông coi trọng tiền vệ này như thế nào. Và giờ đây, điều quan trọng là Quang Hải có sớm lấy lại phong độ trong màu áo của câu lạc bộ mới hay không.